Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 6, sách giáo khoa cánh diều. Chúng ta sang bài số 2 của chủ đề A, lưu trữ và trao đổi thông tin. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất của bài học, lưu trữ thông tin. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái lưu trữ thông tin là một cái hoạt động như thế nào nha. Chúng ta nghe cô giáo giảng bài ở trên lớp, chúng ta có được cái hiểu biết, những hiểu biết đó là thông tin nha. Chúng ta sẽ ghi chép các cái hiểu biết đó vào trong vở, lưu giữ lại những cái thông tin đó. Thì đây là hoạt động lưu trữ thông tin. Hay là chúng ta nhớ về một người thân của chúng ta, chúng ta vẽ cái hình chân dung của người thân đó ra để lưu giữ lại cái hình ảnh đó. Thì đây cũng là một cái hoạt động lưu trữ thông tin. Chúng ta yêu thích một cái bài hát và chúng ta thâu âm cái bài hát đó lại, lưu giữ vào trong một đĩa CD. Khi nào thích thì chúng ta mở ra nghe, thì đó cũng là một cái hoạt động lưu trữ thông tin. Như vậy, cái hoạt động lưu trữ thông tin chính là cái hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin nha. Với trường hợp thứ nhất thì vật mang tin chính là một cái cuốn sổ, chúng ta viết vào cuốn sổ ha. Trường hợp thứ hai, vật mang tin là một cái tờ giấy. Trường hợp thứ ba, chúng ta thâu âm vào một cái đĩa CD, thì đĩa CD chính là cái vật mang tin. Thì hoạt động mà đưa thông tin vào cái vật mang tin như thế này gọi là hoạt động lưu trữ thông tin. Trong cái hoạt động lưu trữ thông tin thì có một khái niệm chúng ta cần hiểu, đó là khái niệm về dữ liệu. Dữ liệu là gì? Thông tin sau khi đưa vào trong vật mang tin thì nó sẽ trở thành dữ liệu nha. Trong cái ví dụ 1 này thì những cái dòng chữ này chúng ta viết vào trong cuốn sổ, thì những dòng chữ này chính là dữ liệu. Người ta gọi dữ liệu ở đây là dữ liệu dạng chữ và số. Với trường hợp thứ hai thì dữ liệu chính là cái hình vẽ đây ha. Như vậy dữ liệu ở đây là có cái dạng hình ảnh. Trường hợp thứ ba, dữ liệu là cái bài hát mà chúng ta thâu âm. Như vậy dữ liệu ở đây là có dạng âm thanh nha. Như vậy, cái thông tin mà được chứa trong vật mang tin thì được gọi là dữ liệu nha. Dữ liệu nó có thể ở dạng chữ và số, cũng có thể là dạng hình ảnh hoặc là dạng âm thanh. Thế thì hai cái khái niệm thông tin và dữ liệu nó khác nhau ở chỗ nào? Làm sao chúng ta có thể phân biệt được? Ví dụ, chúng ta có cái thông tin đèn xanh được đi, đèn vàng chờ đợi, đèn đỏ dừng lại. Đây là những gì chúng ta hiểu biết được về thế giới xung quanh, thì đây là thông tin nha. Những cái thông tin này nó được lưu giữ dưới dạng các cái hình ảnh đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đây, những cái hình ảnh này nó được chứa trong cái vật mang tin là cột đèn giao thông nha. Như vậy những cái hình ảnh này chính là dữ liệu ha. Hoặc là cái thông tin đã đến giờ vào lớp, đã đến giờ ra về. Những cái này là chúng ta hiểu biết được, do đó nó là thông tin nha. Và thông tin này nó thể hiện dưới dạng âm thanh. Cái âm thanh này nó chứa trong vật mang tin là cái trống trường. Như vậy cái âm thanh này chính là dữ liệu hết. Hay là cái thông tin phải học lễ nghĩa, học làm người trước và học văn hóa, học kiến thức sau. Đây là những gì chúng ta hiểu biết được là thông tin hết. Cái thông tin này nó được thể hiện dưới cái dòng chữ là tiên học lễ hậu học văn. Cái dòng chữ này, dòng chữ này nó được chứa trong cái vật mang tin là cái bảng khẩu hiệu đây. Thì cái dòng chữ này là dữ liệu nha. Như vậy, thông tin chính là những hiểu biết của chúng ta. Đây ha. Còn dữ liệu là thông tin mà được chứa trong vật mang tin dưới dạng các cái hình ảnh, âm thanh hoặc là các cái văn bản như là dòng chữ, con số, vân vân. Chúng ta sang nội dung thứ hai của bài học, trao đổi thông tin. Trao đổi thông tin là hoạt động như thế nào? Trao đổi thông tin tức là cái hoạt động gửi và nhận thông tin nha. Chúng ta lấy ví dụ ha. Xe cứu thương đang hú còi. Đây là một cái hoạt động trao đổi thông tin. Cái thông tin được gửi đi đó chính là xin hãy nhường đường. Cái bên gửi thông tin là xe cứu thương. Và bên nhận thông tin là các cái phương tiện đang tham gia giao thông trên đường.
Một ví dụ khác. Hoạt động đánh ba tiếng trống đó chính là hoạt động trao đổi thông tin nha. Ở đây cái thông tin là đã đến giờ vào lớp. Bên gửi thông tin tức là bác bảo vệ và bên nhận thông tin là các học sinh đang chơi ở trong sân trường. Còn đây là một cái bức tranh tham gia cuộc thi bảo vệ môi trường. Thông tin ở đây là hãy chung tay bảo vệ môi trường. Bên gửi thông tin là người vẽ tranh và bên nhận thông tin là những người xem tranh. Như vậy, trao đổi thông tin tức là các hoạt động mà bên gửi sẽ gửi đi một cái thông tin nào đó đến cho bên nhận và bên nhận sẽ nhận cái thông tin đó từ bên gửi. Đó là cái hoạt động trao đổi thông tin nha. Bài tập của phần 2 trong bài học đã nói đến hai tình huống trao đổi thông tin sau. Tình huống 1, bạn gửi mẫu giấy cho em, chiều nay bọn tớ đi đá bóng, cậu nhớ đi nhé. Tình huống 2, xe cứu hỏa vừa nháy đèn vừa hú còi khi làm nhiệm vụ. Hãy trả lời lần lượt hai câu hỏi sau cho mỗi tình huống trao đổi thông tin ở trên. Câu 1, bên gửi thông tin là ai hay là gì? Câu 2, bên nhận thông tin là ai hay là gì? Với tình huống 1 thì bên gửi thông tin là người bạn mà gửi mẫu giấy nha. Còn bên nhận thông tin chính là em. Tình huống 2 thì bên gửi thông tin là xe cứu hỏa và bên nhận thông tin chính là những người đi trên đường. Chúng ta sang nội dung thứ ba của bài học, các bước trong hoạt động thông tin của con người. Các hoạt động thông tin của con người đó là những hoạt động nào? Thứ nhất là thu nhận thông tin. Thứ hai là lưu trữ thông tin. Thứ ba là xử lý thông tin. Và thứ tư là trao đổi thông tin. Hai cái hoạt động thu nhận thông tin và xử lý thông tin chúng ta đã học trong bài học trước. Bài học này chúng ta đã tìm hiểu hoạt động lưu trữ thông tin và trao đổi thông tin. Chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ để thấy được các cái hoạt động thông tin này nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta ha. Muốn tham gia giao thông thì chúng ta phải học về luật giao thông, tức là chúng ta phải ghi nhớ các cái điều luật giao thông, phải ghi nhớ cái ý nghĩa của các cái biển báo giao thông trong đầu. Đó là hoạt động lưu trữ thông tin. Khi tham gia giao thông, chúng ta phải quan sát các cái biển báo trên đường đi, đó là thu nhận thông tin. Theo các cái chỉ dẫn của các cái biển báo giao thông, có thể chúng ta sẽ phải giảm tốc độ, đi chậm lại hoặc là đi đúng làn đường vân vân. Đó là xử lý thông tin. Và chúng ta cũng có thể phải bấm còi, nháy đèn để tránh chướng ngại vật, để vượt, để xin đường vân vân. Đó là hoạt động trao đổi thông tin. Thì đây là một cái ví dụ về các bước trong hoạt động thông tin của con người. Ví dụ này nó có đầy đủ 4 cái bước hết. Một ví dụ khác về các bước của hoạt động thông tin ở con người, đó là cái hoạt động đá bóng ha. Quan sát khung thành đội bạn, vị trí của thủ môn, hậu vệ, đó là cái hoạt động thu nhận thông tin. Ghi nhớ vị trí của thủ môn, hướng di chuyển của hậu vệ đội bạn, đó là lưu trữ thông tin. Ở đây chúng ta ghi nhớ trong đầu nha. Đi bóng qua hậu vệ đội bạn và sút vào góc xa khung thành, đây là xử lý thông tin. Nhảy lên vui sướng khi đã ghi bàn để thông báo cho cả đội biết là mình đã ghi được bàn thắng, đó là trao đổi thông tin. Thì đây cũng là một cái ví dụ về các cái bước trong hoạt động thông tin của con người. Tuy nhiên, các cái hoạt động thông tin này không phải lúc nào nó cũng xảy ra đầy đủ các cái bước như thế này và không nhất thiết phải theo thứ tự hết. Chúng ta thấy là các cái hoạt động thông tin này nó xảy ra xung quanh chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu các cái hoạt động thông tin này hết. Chúng ta sang cái nội dung thứ tư của bài học, vai trò của thông tin và hoạt động thông tin. Trước hết là hoạt động thông tin thì chúng ta đã biết qua các cái ví dụ ở trên là hoạt động thông tin nó diễn ra thường xuyên và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hết. Còn thông tin thì nó cũng rất quan trọng đối với con người. Thiếu thông tin nó có thể gây ra các cái hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta lấy ví dụ nha. Sắp tới sẽ có cơn bão lớn đổ bộ vào và nếu như chúng ta có thông tin về cơn bão này từ các cái bản tin thời tiết thì chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị. Chúng ta sẽ di tản đến những nơi an toàn hoặc là chằng chống nhà cửa. Như vậy là chúng ta sẽ đảm bảo hạn chế được các cái thiệt hại do cái cơn bão gây ra. Thì đây là một ví dụ về cái tầm quan trọng của thông tin. Hoặc là khi đi trên đường, nếu như chúng ta có thông tin về các cái đoạn đường xấu ở phía trước thì chúng ta đã có thể tránh được cái tai nạn nghiêm trọng như thế này ha.
Bài tập của phần 4 về vai trò của thông tin và hoạt động thông tin. Chúng ta có hai cái tình huống. Tình huống 1, tắm biển đè ao sâu rất nguy hiểm. Tình huống 2, tắm biển đè cấm hút thuốc ở trạm xăng dầu. Nếu không có thông tin cảnh báo như vậy thì hậu quả có thể là gì? Với tình huống 1 thì hậu quả có thể là chết người nha, bởi vì chúng ta không có cái thông tin về cái độ sâu của cái ao. Chúng ta có thể chủ quan và nhảy xuống đó tắm, có thể dẫn đến là đuối nước ha. Với tình huống 2 thì nếu như không có cái tấm biển cấm hút thuốc thì mọi người có thể hút thuốc ở trạm xăng dầu. Việc hút thuốc ở trạm xăng dầu nó sẽ dẫn đến gây cháy nổ ha. Hoạt động luyện tập. Bài 1. Em hãy cho biết phóng viên phỏng vấn, cảnh sát điều tra hiện trường vụ tai nạn có thể dùng những cách nào để lưu trữ thông tin. Trong mỗi trường hợp đó, thông tin được chuyển thành dữ liệu dạng gì? Với trường hợp phóng viên á, thì người ta có thể lưu trữ thông tin bằng cách ghi chép vào sổ tay. Ở đây là dữ liệu dạng chữ và số. Hoặc là bật máy ghi âm khi phỏng vấn, đó là dữ liệu dạng âm thanh. Còn trường hợp cảnh sát điều tra thì lưu trữ thông tin bằng cách là vẽ hình, chụp ảnh hiện trường vụ tai nạn. Đây là dữ liệu dạng hình ảnh. Bài 2. Có những cách nào để lưu trữ thông tin trong những trường hợp sau và khi lưu trữ em có loại dữ liệu gì? Với trường hợp 1 thì em muốn ghi lại lời giảng của cô giáo, em có thể lưu trữ thông tin bằng cách là ghi chép vào vở. Ở đây dữ liệu nó có dạng chữ và số, hoặc là ghi âm lời giảng của cô thì dữ liệu ở đây là dạng âm thanh. Trường hợp 2, em đi du lịch với gia đình đến Đà Lạt, muốn khoe với bạn biết hoa dã quỳ trông như thế nào thì em sẽ lưu trữ thông tin bằng cách là chụp ảnh hoa dã quỳ và gửi cho bạn. Dữ liệu ở đây nó sẽ có dạng hình ảnh. Trường hợp thứ 3, em học tiếng Anh muốn có mẫu phát âm của giáo viên để luyện theo. Thì với trường hợp này, chúng ta lưu trữ thông tin bằng cách là ghi âm cái cách phát âm của cô giáo. Thì trường hợp này, dữ liệu nó có dạng âm thanh nha. Chúng ta sang hoạt động cuối cùng của bài học, hoạt động vận dụng. Ở một số nước phát triển, cạnh vạch sơn trắng ở lối đi dành cho người đi bộ qua đường thường có thêm loa để phát nhạc khi đèn xanh cho phép qua đường và dừng lại khi hết đèn xanh. Hỏi việc này có ý nghĩa gì? Câu trả lời là cạnh cái vạch sơn trắng ở lối đi dành cho người đi bộ qua đường có thêm loa để phát nhạc khi đèn xanh. Nó sẽ giúp cho những người khiếm thị biết được khi nào thì họ có thể được qua đường. Bởi vì những người khiếm thị là những người mù, họ không nhìn thấy được đèn xanh, đèn đỏ. Do đó, cái tiếng nhạc nó sẽ giúp cho họ biết được lúc nào là họ có thể qua đường được hết. Xét tình huống cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở. Trong các câu sau, câu nào đúng? Chúng ta có 5 cái câu đây ha. Trong cái tình huống này thì chúng ta có cô giáo là người gửi thông tin nha, còn học sinh là người nhận thông tin. Cái hoạt động giảng bài là hoạt động trao đổi thông tin, còn hoạt động ghi bài vào vở là hoạt động lưu trữ thông tin. Như vậy, câu 1, cô giáo đang gửi thông tin, câu đó là đúng ha. Câu 2, cô giáo đang lưu trữ thông tin là sai. Đây. Câu 3, em đang nhận thông tin là đúng. Câu 4, em đang lưu trữ thông tin là đúng. Câu 5, cô giáo và em đang trao đổi thông tin là đúng. Như vậy là chúng ta đã đi qua 4 cái nội dung chính của bài học số 2, bài học về lưu trữ và trao đổi thông tin. Thì qua bài học này chúng ta đã học được những gì? Thứ nhất là chúng ta đã biết được cái hoạt động lưu trữ thông tin là hoạt động như thế nào. Thứ hai là chúng ta biết được cái hoạt động trao đổi thông tin là hoạt động như thế nào. Thứ ba là chúng ta hiểu được cái khái niệm dữ liệu, phân biệt được cái hai cái khái niệm thông tin và dữ liệu. Thứ tư là chúng ta biết được các cái bước trong hoạt động thông tin của con người. Và cuối cùng chúng ta biết được cái tầm quan trọng của thông tin và các cái hoạt động thông tin trong cuộc sống của chúng ta ha. Rồi, chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.